Xin chào các bạn nha. Ở đây là điểm lên xuống thứ hai ở khu vực ở ngoài Bắc Bình, Bình Thuận nha. Đó, các bạn nè. Chợ Lầu Vĩnh Hảo nè các bạn nè. Đó, và đây là cái vòng xoáy á. Cái vòng xoáy để mà trước khi các bạn lên cao tốc á. Lên rẽ qua để chạy lên cao tốc hướng về Sài Gòn á các bạn ạ. Hoặc là điểm, hoặc là đi lên đi đi ra ngoài Hà Nội á. Bây giờ mình mới chạy lên nè. Chạy lên cái cầu á các bạn ạ. Cái cầu vượt để đi qua cầu đây là cái hướng cái đường đang làm vòng sông cái hướng rẽ đi lên cao tốc rồi. Rồi ra cao tốc để về Sài Gòn rồi. Đây đó đường đó làm xong rồi các bạn ơi. Và đây là cái hướng cao tốc để mà rẽ đi ra với miền Trung Bắc Bình à. Cũng đã làm xong các bạn. Đây là điểm đi ra của khu vực Bắc Bình nha, ở chỗ thị trấn Chợ Lầu nha, thuộc về Phan Điền.